Yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Lại là cái chuyên mục đến hẹn lại lên. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cả là Elemental Power Titan đại chiến nguyên tố. Sau nhiều hôm đắn đo suy nghĩ thì tôi chợt nhận ra một điều, đó chính là còn một vài cái nguyên tố nữa mà tôi chưa thể mở ra. Và ngày hôm nay để xem là tôi sẽ mở ra được cái nguyên tố gì. Thì trước khi vào video, xin đừng quên lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Và đừng quên là bật nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nhé. Và đừng quên là xem quảng cáo để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì let's go. Nhưng mà theo tôi thấy là cái trái không gian là nó hơi bị tèo. À, có cái trái ác quỷ tôi chưa từng chơi bao giờ này. Được đấy. Rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm ác quỷ xe đang sáo. Ui sợ quá. Và như thường lệ, các bạn có thể nhìn thấy ở đây tôi đang có sức mạnh là không các bạn ạ. Ấy, vừa vào chưa có gì luôn. Tại vì trái ác quỷ là tôi cũng chưa chơi bao giờ. Và chúng ta sẽ phải đi thăm ngàn, chúng ta kiếm tiền. Đấy, sau đó chúng ta sẽ phải xây thêm những cái cỗ máy như thế này đấy. Các bạn xem tôi chơi cái series đại chiến nguyên tố này nhiều, các bạn có phải biết. Vừa vào đã có boss rồi kìa các bạn ơi. Rồi, có boss đúp. À, rồi, các anh ơi, các anh đánh đi xong rồi cho em. Đây ơi, hưởng kế các bạn ơi, lúc tiện. À, nào, cho em hưởng kế một tí thì làm sao. Đấy, không làm mà đòi có ăn đấy các bạn. Nào, kìa. Cái gì thế nhở? Vừa ra lụm được một tí các bạn ơi, vừa mới vào. Đấy, bây giờ là mình đã được có 25k tiền rồi. Đấy, ăn sái của mọi người một chút thì làm sao. Mở tường đi các bạn ơi, đấy. Xây tường lên cho nó kiên cố đây. Bây giờ chúng ta đã có mái nhà rồi. Bây giờ sẽ không phải là câu chuyện có tất cả mà thiếu mái nhà nữa nhá. Đấy, tôi vừa vào phát là tôi có mái nhà ngay. Được của nó đấy. Nhờ có công của các bạn gọi là tiêu diệt boss hộ tôi đã. Từ từ, có cái cửa laser, có cái cửa này vào nhá. Đứa nào mới bước vào nhà tôi nhá, thôi tạm biệt luôn, vào đây này. Đấy, chỉ có chủ nhà mới được vào thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phải xây thêm tầng 2 các bạn ơi. Ok, từ từ, như là chưa xây được mấy cái máy này. Phải xây nhiều máy thì nó mới có nhiều tiền đấy các bạn nhá. Theo như tiếp là tôi chơi cái trò đại chiến nguyên tố này rất là nhiều video rồi. Thì chúng ta phải xây càng nhiều máy kiếm tiền càng sớm càng tốt nhá. Đấy, bây giờ, thằng này chơi trái gì đấy? Trái nọc độc các bạn ơi. Thằng trái nọc độc gì? Trời, nhìn trông có vẻ mạnh như này thôi nhưng mà nó tèo lắm. Đây tôi thử test cho các bạn xem nhá. Đây tôi vào cái trong cái lọc độc của nó này. À, không tèo lắm đâu các bạn ơi. Vào phát là mất nửa cây máu đấy nhá. Cực ngu, cực nghịch rồi. Ok, chúng ta sẽ phải xây nốt. Ủa, còn có 1k tiền xây được cái gì ta? À đúng rồi, tôi vừa mới mở được mấy kỹ năng này mà quên tôi không cho các bạn xem các bạn ơi. Đây có kiếm quỷ. Xùi ôi, trông chất chơi à. 1, 2, 3, quay như kiểu Garen Demacia luôn. Cái thứ hai là gì ấy, viên đạn ác quỷ à. Từ từ nha, tôi sẽ ra ngoài tôi test cho các bạn xem. À tôi chém, 1, 2, 3, ủa, hình như là phải chém đúng mục tiêu thì nó mới ra được skill các bạn ơi. 1 này, 2 này, 3 này. Wow, cái gì đấy anh ơi, anh dùng chiêu gì mà anh đẩy em xa thế? 1, 2, đấu kiếm à? Đấu kiếm với chúng tôi à? Rồi ôi, ok. Gì đây? Tự nhiên tôi đang solo mà tự nhiên có mấy con kỳ đà cản mũi nào vào đấy. Nào, ông kia cầm kiếm vào đây solo nào. Solo không? Rồi ôi, sợ quá chạy ngay. Đấy. À, cái thằng này là thằng Covid các bạn ơi. Thiên nhiên à? Thiên nhiên gì mà cho ra một cái chiêu nhìn như gọi là virus Covid vậy. Ảo thật đấy. Đấy, thấy cái người mới vào đó bắt đầu ra cầm kiếm chém này. Đấy, sao không chém tôi này? Chém nhau với tôi đây. Chém nhau với tôi đi. Rồi ôi, lại còn rình đợi tôi gần hết máu rồi ra KS chứ. À, quân tử ấy thì không chơi như thế đâu các bạn ơi. Đúng. Thấy rồi, hôm nay là tôi không phải sai lầm nữa. Sau bao nhiêu lần sai lầm khi chọn trái ác quỷ thì ngày hôm nay tôi đã chọn đúng cái sức mạnh gọi là đỉnh cao. Sau khi vào là tôi, các bạn thấy không? Tôi chưa cần phải dùng chiêu luôn, tôi chỉ cần dùng kiếm thôi là mấy ông này hẹo ngay. Mà hình như là đợt này là mốt là không dùng chiêu, sao tôi thấy ông lại cũng cầm kiếm để chém nhau này. Từ từ tôi xem cái chiêu thứ hai này là cái chiêu gì nhá. Đạn viên đạn ác quỷ à? Viên đạn ác quỷ kìa. Đấy, vào đây. Đấy, ui. Bắn ra một cái nọc độc. Ác quỷ này nhưng mà cũng có nọc độc giống như là con Venom các bạn ơi. Xủi ôi. À, được cái chiêu này cũng hồi chiêu khá là nhanh các bạn ơi, nhưng mà cái tầm bắn nó không xa lắm. Trái thời gian. Ủa sao biến mất rồi. Được rồi, tôi sẽ phải về tôi xem là sau một quãng thời gian vừa rồi là được kiếm được bao nhiêu tiền rồi nhá. À, kiếm được 20k tiền rồi các bạn. Let's go. Xây thêm kỹ năng thứ 3. Đó là gì đây? Wow, đây là răng nanh hả? Ui các bạn ơi, tại sao chúng ta không biết đến cái trái ác quỷ này sớm hơn? Hey, tại sao chúng ta không biết đến cái sức mạnh của ác quỷ này sớm hơn đấy? Nếu mà tôi biết sớm hơn là tôi có thể cho các bạn xem nhiều video đỉnh cao về cái trái ác quỷ đó rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ chúng ta biết cũng không muộn các bạn ạ. Ơ kìa, sao cái thằng đọc đồng lại cứ dồn theo mình. À, mày độn thổ à, mày độn thổ à. Độn thổ à, ai à.
Từ từ tôi phải xem thằng này nó là cái trái gì nhá, để tôi ghim nó, để tí nữa sau khi mà tôi cày cuốc thì tôi cho nó biết thế nào là gọi là lễ hội luôn. Đâu, thằng kia là tên là trái gì đây? Ui ui, đánh nhau gì mà bùng chiếu ấy các bạn ơi. Thằng này gọi cả Susano ra rồi. Ui thằng này trái siêu âm. Thằng này là thằng đi ăn trộm chiều các bạn ơi. Chứ không thể trái siêu nhân mà nó lại dùng được cả chiêu nọc độc với cả là gọi được cả Susano ra như kia. Không được, không được, không được. Rồi ôi, người ta bảo sao, người tàn ác thì thường thì được sống thảnh thơ đúng không? Nhưng mà không, ngày hôm nay nó gặp tôi là tới số nó rồi các bạn ạ. Bạn bị kinh rồi. Ui, sao cái bóng bay nó có thể rơi được lên trên cái tòa nhà của cái ông này nhờ, trái bóng tối. À, nào, trái bóng tối hình như là nhà của Madara. Ờ, anh ơi, em lên em lấy cái thùng thôi mà, sao anh khó khăn với em thế? Thằng nào nó dùng cái chiêu ấy nhỉ? Thì tôi ghim nhá, hình như là vẫn là cái thằng sóng siêu âm này. Được, 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 để tôi xem. Oh my god, được. Ôi giời ơi, tôi mới đi ra ngoài gọi là thăm ngàn kẹp ngân, kiếm tiền một tí đây mà đã được 22 triệu rồi các bạn ạ. Ai là triệu phú luôn. Rồi, xây thêm là các bạn ơi. Ui, cái này có tận 4 chiêu mới các bạn ơi. 1 này, 2 này, 3 này, 4. Ok, 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 đây là cái phần quan trọng nhất. Đấy, thú cưng của chúng ta là gì? Wow, đây là con gì đây? Con a, à, con này là con gì nhỉ? Pet của Chainsaw Man các bạn ơi. Đây là con cute vã trưởng này. Nó có một cái lưỡi cưa trên đầu ấy, giống kiểu của cái lưỡi cưa của Chainsaw Man các bạn ơi. Thôi, tôi biết ngay là cái nhân vật tiếp theo của tôi là gì rồi. Nhân vật của trái ác quỷ ạ. Nhân vật của sức mạnh ác quỷ đó chính là Chainsaw Man, sẽ cộng cho chúng ta 240 máu. Wow! Được của nó, người tôi còn phát sáng các bạn ơi. Ngầu ấy. Ngầu bá cháy bộ chết luôn các bạn ơi. Ôi, boss xuất hiện, cho em tham gia với. Em vừa mới học chiêu mới, học cho em test thử chiêu luôn các bạn ơi. Wow. Chiêu số 6 là cái gì? Chiêu số 6 là cái gì ta? Ui, ra một quả cầu kiểu quả cầu nọc độc luôn các bạn ơi. À! Ui ui, ui ui. Bị bot quánh cho các bạn ơi. Đấy ơi. Lụm tiền anh em ơi. Let's go, thế giới này là của chúng mình. Thể luôn, sao cứ mỗi lần mà mình ra gọi là lụm tiền thì mình bị chúng nó khắc chế ra. Thằng trái bóng tối kia, đứng lại. Đâu rồi cái thằng nào mà lúc vừa làm cho mình người mình bị hoàn toàn là vằn đấy nhở? Như thằng sóng siêu âm hay sao ấy. Hiểu rồi. À, thằng sóng siêu âm nó bị cái trái nào tiêu diệt rồi các bạn ơi. Wow, trái dung nham này, trái dung nham mà tôi cũng đã từng làm một video về trái dung nham rồi nha. Nào, đừng đánh nữa. Người ta ra người ta ngó tí thôi. Ai à? À, hình như là cái lửa lửa là của thằng trái dung nham các bạn ơi. Láo thật, ra đây, dám ra đây số 110. Rồi ôi, chỉ cắn trộm là giỏi chứ. Tôi về nhà tôi các bạn ơi. Thái xương, làm gì ở đây đây? À, làm gì ở đây, y dạo khác. Biến, lượn ngay. Úi xồi ôi, một chiều là hẹo, không nói nhiều. Ok. Rồi tôi lụm tiền. Rồi, tôi xây nốt đi các bạn ơi. Tôi phải xây luôn cho nó kiên cố, an toàn, bảo mật, an ninh. Đấy. Thằng nào xâm chiếm vào đây là coi như là tôi cho hẹo ngay. Tường, xây hết tường đây các bạn ơi. Mái nhà có luôn, súng an ninh có luôn, khẩu pháo thần công có luôn. Ôi mấy cái thuốc này như là tôi cảm thấy nó vô dụng trong cái thời điểm này các bạn ạ. Nó là chỉ là những cái thuốc kiểu gọi là hồi máu hoặc là thuốc dịch chuyển thôi. Xây thêm cầu thang này. Đây rồi, có sân thượng ngay. Bật, bảo mật. Đấy. Có, tôi có khẩu súng thần công rồi, thằng nào vào đây á nó sẽ tự khắc bắn các bạn ạ. Ơ kìa, sao đầu tôi lọt thỏ vào đây. Ai? Cái gì các bạn ơi? What? À từ từ quên mất, phải mở cái cửa này ra chứ. Em mở cửa này ra à, trời ơi. Đấy. Trời, lo bảo mật đến cái mức mà chủ nhà còn bị lọt thỏm chứ đừng nói là người ngoài vào các bạn ạ. Đấy, chúng ta sẽ 3 phút nữa chúng ta sẽ có một cái gọi là sức mạnh bí ẩn. Theo như cái video trước tôi đã mở được là một cái sức mạnh gọi là bất kỳ các bạn ạ. Một cái sức mạnh của các trái ác quỷ bất kỳ. Và không biết là nó ra một cái sức mạnh nào ok là. Đây rồi, tôi thấy có một cái bọn nó đánh nhau ở đây. Đâu? Ơ, đánh nhau đi các bạn. Ơ, không đánh nhau nữa à? Xùi ui, kém thế. Để rồi tôi ra thì tôi sẽ tham vui. Đấy, tham chiến cùng các anh. Mấy anh em. Đây rồi, thằng sóng siêu âm đây rồi. Mày. Như các bạn có thể để ý thì mỗi một tập tôi lại có một cái gọi là đối thủ không đội trời chung. Ví dụ như thằng này. À. Có thằng sóng siêu âm này nó còn khỏe thế nhỉ? Nó còn có chiêu của trái dung nham nữa các bạn ạ. Thế thì tự hỏi mình rằng là thằng này nó đã ăn trộm của bao nhiêu nhà rồi các bạn ơi. À, người tàn ác thường sống cảnh thơi. Ê, có cái thằng trái bóng tối này với lo nó tranh bót của tôi các bạn. À mày nha. Ui, chiêu gì mà một phát chết luôn vậy. Tôi thề luôn, cái trái ác quỷ này
Lúc đầu tôi thấy nó mạnh lắm mà sao bây giờ tôi thấy nó tèo vậy? Liệu rằng có phải là sai lầm nữa không? Wow. Ui ôi, nó xích tôi vào luôn mà. Ui. Cái gì đây? Cái gì đây? Hỏng rồi. Hôm nay tôi là quỷ nhưng mà tôi lại bị lạc vào ổ quỷ rồi các bạn ạ. Con này nó quinh quá. Con này mạnh quá. Ai ôi. À nóng quá, nóng quá. Nào. Tôi quên. Anh ơi em quên. Em chưa biến hình. Mày đợi đấy, tao về tao biến hình nhá. Tin. Chi chi no san chu san chu. Chi chi to nin cha cha. Đây rồi. Tao biến hình rồi. Bước ra đây. Đâu rồi cái thằng sóng âm đâu ấy? Thằng sóng siêu âm đâu? Đây rồi, trái ác quỷ. Trái ác bóng tối đấy các bạn ơi, đánh nhau giết tôi phải chiếm đoạt bằng được cái thằng Marara này các bạn. Mày chạy đâu? Sao đánh toàn xịt vậy? Nào, ủa, có một cái gì đấy? Căn phòng mới các bạn. Nào, ấy. Nào, tôi đang định khám phá mà thằng này nó kỳ đà cản mũi tôi quá. Mày vào đây. Né hết nào. Mày vào đây. Mày có biết Faker là đang định bảo là Faker là anh em nhà tôi. Né như Faker luôn. À, cày thế nhở. Lần này là tôi có tận hai đối thủ gọi là không đội trời chung luôn. À dạ. Vào đây. Vào đi. À, thằng nó dùng cái chiêu gì với ta? Chạy thôi. Ui, cái gì ấy? À, cái chiêu số 7 là chiêu dịch chuyển các bạn ơi. Tức là chúng ta sẽ chỉ điểm đến một cái địa điểm bất kỳ và chúng ta sẽ phải phi đến nó. Chúng ta có thể phi đến nó được. Ví dụ tôi có thể đây ha, ví dụ đây là nhà tôi đúng không? Tôi chỉ điểm một phát này, tôi về nhà tôi luôn này. Ủa, số 7 cơ mà. Đây, tôi về nhà tôi luôn này. Ái xa, về nhà tôi luôn. Đỉnh nhá. Teleport. Ok, 4 phút nữa chúng ta sẽ ra boss nha các bạn. Và hình như là từ nãy giờ là được tầm khoảng hơn 3 phút rồi. Tôi sẽ lên cái, tôi xem cái sức mạnh bí ẩn này là gì nhá. Ủa, chưa đủ 28 giây nữa các bạn ơi. Vậy thì tôi sẽ sử dụng cái súng pháo này đấy. Tôi dùng chiêu thường tôi không ăn được thì tôi dùng cái pháo này. Để xem có thằng nào chạy đây. Tôi thấy có một thằng chạy loanh quanh ạ. Loanh quanh đây này. Đấy xài. Ấy, ông kia hẹo mà không hiểu lý do tại sao mình hẹo luôn mà. Đâu rồi, đâu, có thằng Marara các bạn ơi. Tôi phải bắn nó từ xa luôn các bạn. Mình không dùng một chiêu thì mình bắn như này vậy. Đâu thằng Marara, đây. Nó biết tôi bắn nó rồi các bạn ạ. Thằng nó biết tôi bắn nó rồi các bạn. Nó đang định rình lên, nó tìm tôi để nó gọi là trả thù đấy. Wow, có gì đấy? Khối T-Rex là cái gì? Wow, đây là trái của cờ, chiêu của trái công nghệ các bạn ơi. À đây rồi. Mày vào đây. Tôi có chiêu của trái công nghệ luôn. À vào đây. Ai à? Sao thể luôn, cái thằng này nó cứ dùng cái chiêu gì mà mình một phát nó hẹo mình hẹo luôn nhỉ? À Shiba. Số 6, quả cầu quỷ đâu rồi? Đâu thằng đặc độc đâu nhầm. Cái thằng là bóng tối đâu rồi? Bước ra đây, Marara. Đâu rồi? Để tôi phải đi săn thằng này bằng được các bạn ạ. Đánh cả nghìn hiệp. Thắng một hiệp thôi. Đồ ngu. Còn thua 999 hiệp còn lại cũng được. Tôi chỉ cần thắng nó một hiệp thôi các bạn ạ. Cay quá. Đâu rồi? Đây rồi. Mày chạy đâu? Đâu rồi? Ôi nó vào hẳn nhà này luôn các bạn ạ. Ui. Nó đột nhập hẳn vào nhà này luôn mà. Đây rồi, nó chạy lên đây rồi. Ủa cái nhà này không có bậc thang làm sao nó có thể vào được ta? Ui, thằng này ảo thật đấy. Ui, nó còn có chiêu hồi máu các bạn ơi. Chiêu gì mà hồi máu ghê đấy. Anh ơi, nhưng mà như là trong nhà này không có cầu thang để leo lên. Đây rồi. Chạy đâu? Chạy đi đâu có sâu. Tôi thấy nó rồi. Ui, kìa. Nó định lao lên nhà thằng này nó ăn trộm rồi các bạn. Ui giời ơi, bắn xịt rồi. Chờ đấy, quân thủ trả thù 15 không muộn. Ây à.
bực mình thế nhỉ? Đâu rồi, đâu rồi? Tôi phải tiêu diệt nó bằng được các bạn ạ. Sau khi tiêu diệt được nó tôi sẽ kết thúc video tại đây. Còn nếu như không tiêu diệt được tôi sẽ không thể kết thúc video được các bạn. Ôi giời ơi. Mày chạy đâu? Ui bắn xịt rồi. Cối Tesseract này các bạn. À đây trái. Nhà của trái công nghệ này các bạn. Nhanh lên. Nó đâu rồi? Đây rồi, nó đây rồi. Mày đâu? Như nào? Ai à, sức cực. Trời ơi, nhân vật gì mà ngầu như trái bầu như này mà không ăn được cái thằng. À đây rồi, nó đang đứng yên. Nó đang đứng yên các bạn. Mày sao? Ha? Tao cay mày lâu lắm rồi đấy. Hỡi. Ui, nó dùng kiếm nó chém tôi. Kiếm gì mà kiếm to thế? Hỡi. Ây ôi, từ từ. Đây rồi, tôi. Ê. Làm sao để về nhà ta, Ê, tôi dùng. Ây. Chạy về nhà không yên các bạn ạ. Được rồi, tôi hiểu vấn đề ở đây rồi, là gì rồi. Vậy nha, tôi sẽ biến hình này để cho tăng máu, sau đó tôi sẽ dùng cái lọ thuốc các bạn ạ. Ôi dồi, tôi vừa mới chê nó vô dụng xong, bây giờ tôi lại phải nhờ vào cái lọ thuốc để tôi gọi là tiêu diệt cái thằng kia. Tôi biết tại sao thằng kia nó có thể hồi máu được rồi, tại vì nó dùng cái lọ thuốc này các bạn ơi. Đây này, lọ thuốc sức khỏe này, lọ thuốc tốc độ này, đấy, và lọ thuốc thông tin. Ok, số 9 là cái lọ thuốc sức khỏe đúng không? Vào đây. Hey. Vào nhà. Ai. Ủa, nó không cho mình vào nhà luôn mà. Nèo. Nhìn này, quay như ở là công chúa ba lê rồi các bạn ơi. Ui, đang ở trong nhà mà nó có thể móc được ra ngoài luôn các bạn. Hỏi có tôi có thể vô hiệu hóa không? Không, tôi sẽ không vô hiệu hóa, tôi phải giết thằng này bằng được. Trời ơi, đang ở trong nhà mà nó cũng có thể móc ra được các bạn ạ. Nó là cái chiêu gì vậy? À, có thể cho tôi biết đây là cái sức mạnh gì không? Sao nó có thể bá đạo được như thế nhở? Tôi thấy thằng này nó gọi là nó oai nhất trong cái server này rồi. Xưng hùng xưng bá à? Xưng hùng xưng bá ở đây. Một quả cầu. Ui giời ơi, bắn xịt rồi các bạn. Ui đấy, không? Thấy không? Bạn thấy không? Nó móc cái thằng, nó móc cái người bạn ánh sáng kia từ trong nhà ra ngoài luôn. Nó bay như chim này. Không có ai, không ai đứng dậy để ăn được thằng này à? Trời ơi. Nếu không ai đứng dậy ăn được thì để tôi. Kia. Thằng trái sấm sét này. Nếu như tao không đi săn lùng cái thằng gọi là trái bóng tối thì cái thằng trái sấm sét này tới thời với tôi luôn các bạn. Như nào? Ui ôi. 2-1. 2-1 kìa cả bà con ơi. Ui ôi, chơi bẩn quá. 2-1. Ê. Ui. Ui cái gì đấy, cái gì mà làm quan ta là bắn này. Chạy thôi. Số 9. Hồi máu các bạn ơi. Hồi máu đi. Số 0 là thuốc tốc độ rồi. Để rồi. Let's go. Vào đây. Chạy đi. Ui né ngay. Chứ còn gì. Ê. Ai ôi. Né ngay. Số 9. Hồi máu. Đúng rồi. Số 0 tốc, tăng tốc. Ok. Ui ôi, cái gì ấy? Tôi vào nhà nào mà tôi hẹo đấy. Ôi, tôi tưởng cái nhà màu đỏ ấy là của tôi, nhưng không phải các bạn ạ. Tôi vừa chạm vào cái cửa laser nhà kia rồi tôi tự hẹo. Trời ơi, tự hủy. Một phát tự hủy đến tự hủy là TV. Vào đây. Ủa ôi, chết luôn mà các bạn. Thôi. Trời ơi, thôi. Em vô hiệu hóa nha các bạn. Em bỏ cuộc. Trời ơi, nó mạnh quá các bạn ạ. Và các bạn có biết đấy là trái ác quỷ gì thì bình luận ở phía bên dưới nha. Video sau mình sẽ sử dụng trái ác quỷ đấy để gọi là lật ngược lại thế cờ các bạn. Còn bây giờ có lẽ là tôi sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng Thì đừng quên lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Bên đây mời nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và các bạn có muốn mình chơi game gì thì bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nha. Bây giờ thì bye bye. Peace.